Sau khi thay Tom Heaton ở giờ nghỉ ở trận giao hữu gặp Dortmund tối 30 tháng 7, Onana phải đối mặt với tình huống nguy hiểm. Maguire chuyển lỗi hướng tới Christian Eriksen, tạo điều kiện để Dortmund phản công. Onana đã sửa ngay cho đồng đội khi cản phá cú sút cận thành của Sebastian Haller, còn Karim Adeyemi đá bồi chạch cột. Ngay sau đó, thủ thành Cameroon hùng hổ chạy về phía Maguire và chỉ trích gay gắt cầu thủ quân Manchester United. Maguire không đáp trả, chỉ quay lưng rời đi. Sau trận, Onana ca ngợi Maguire là cầu thủ đẳng cấp, kiểm soát bóng tốt, từng là đội trưởng Manchester United và có mối quan hệ tốt với trung vệ người Anh. Nhưng Onana muốn đồng đội phải sẵn sàng vì anh luôn đòi hỏi rất nhiều mỗi khi ra sân. Chúng ta phải nghiêm khắc với chính mình, thủ thành 27 tuổi nói với MUTV. Tôi sẽ bắt đầu với bản thân với suy nghĩ chúng tôi phải cùng nhau cố gắng bởi sai lầm sẽ xuất hiện. Đội không phải sợ mắc sai lầm vì đó là một phần của cuộc sống và tất cả đều học hỏi từ những sai lầm. Nhưng nếu muốn giành các danh hiệu, chúng tôi phải đòi hỏi nhiều hơn từ nhau. Thật vinh dự khi thi đấu cho Manchester United, Maguire là cầu thủ hàng đầu và chúng tôi sẽ tiếp tục. Onana nhấn mạnh không chỉ yêu cầu nhiều hơn từ Maguire mà còn tất cả các cầu thủ Manchester United. Tôi đòi hỏi rất nhiều ở các đồng đội, bởi họ cũng đòi hỏi rất nhiều và tin tưởng tôi, thủ môn người Cameroon giải thích. Họ truyền bóng cho tôi rất nhiều, vì vậy tôi phải trao cho họ sự tự tin. Và tôi muốn các đồng đội truyền cho tôi để mang lại sự tự tin cho tôi. Huấn luyện viên Erik ten Hag trao cơ hội cho toàn bộ 22 cầu thủ ra sân ở trận giao hữu cuối cùng tại Mỹ. Manchester United thi đấu lấn lướt và mở tỷ số ở phút 24 từ một pha làm bàn của Alex Ten, nhưng Dortmund đã gỡ hòa để kết thúc trận đấu 1-1.